Phải chuyển ngôi vua cho trưởng tử, đó là việc thiên kinh địa nghĩa, cũng là lý danh chánh ngôn thuận. Tôi là con thứ, sao lại nhận ngôi vua? Bá dì nói, em có tài năng trị nước, có thể lo cho nhân dân hạnh phúc. Tôi rất ngu si, không khéo về quản lý nước nhà. Em thừa kế ngôi vua là thích đáng nhất. Hai anh em nhường qua đẩy lại đều chẳng muốn kế thừa ngôi vua. Kết quả anh em hai người bỏ đi trốn, núp ẩn trong núi làm ẩn sĩ, chẳng màng triều chánh. Về sau Chu Võ Vương điếu phạt, điếu dân phạt tội, đánh vua Trụ nhà Ân. Anh em hai người đến trước Chu Võ Vương can rằng, ông là tôi thần, không thể phạt vua. Chu Võ Vương vì giải cứu nhân dân trong cảnh khổ dầu sôi lửa bỏng, chẳng nghe lời khuyên can của Bá Di và Thúc Tề, bèn tiêu diệt bạo quân vô đạo vua Trụ, đổi làm nhà Chu. Bá Di Thúc Tề thề rằng chẳng ăn ngũ cốc nhà Chu, vẫn ở núi Thủ Dương ăn rau cỏ. Chu Võ Vương thỉnh mời hai người về trợ giúp trị lý quốc gia, ba lần thỉnh mời không được. Chu Võ Vương sai người lên núi Thủ Dương, phá hết sạch rau cỏ để uy hiếp họ chẳng còn thức ăn, thì nhất định sẽ xuống núi. Không ngờ anh em hai người chết đói ở núi Thủ Dương. Do đó có câu, đói chết là việc nhỏ, thất tiết là việc lớn. Mạnh Tử nói, giàu sang mà không dâm, nghèo hèn mà không đổi, uy vũ mà không khuất, đó mới là đại trượng phu. Tức là nói giàu sang phú quý mà không làm cho người mình tâm ý phóng đãng, nghèo hèn bần cùng mà không khiến cho người mình thay đổi tiết tháo, sức oai vũ mà không khiến cho người trí khí khuất phục. Nếu có sự biểu hiện như thế, tức là khí khái của đại trượng phu, Bá Di và Thúc Tề có tiết tháo như thế, cho nên hiển danh lưu lại vạn cổ. Hoặc dùng tướng tốt trang nghiêm thân, y phục đẹp nhất chuỗi ngọc báu, tràng hoa nghiêm sức hương thoa thân, đầy đủ oai nghi độ chúng sinh. Hoặc dùng thân tướng tốt trang nghiêm, mặc y phục đẹp nhất, mang chuỗi báu quý giá nhất, đầu tóc thơm thủ thắng nhất, dùng nước hoa trầm hương bột thoa thân, dùng đủ thứ để trang nghiêm thân. Tại sao? Vì oai nghi đầy đủ thì mới có thể độ hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh có cảm tình, tin pháp nói ra là chân thật. Nếu tướng mạo chẳng đàng hoàng, chẳng trang nghiêm, thì chẳng có ai muốn đến gần, nói pháp chẳng ai đến nghe. Tất cả thế gian ưa thích nhất, sắc tướng dung nhan và y phục, tùy ứng phổ hiện khiến mãn nguyện, khiến kẻ ưa sắc đều theo đạo. Tất cả chúng sinh thế gian hoan hỉ ưa thích, đó là sắc tướng viên mãn, dung nhan mỹ lệ, quần áo đẹp đẽ. Do đó, Bồ Tát tùy thuận tâm chúng sinh mà khắp hiện tất cả Phật, khiến cho chúng sinh hoan hỉ, cũng khiến cho chúng sinh ưa thích sắc tướng phát tâm Bồ Đề, tu vô thượng đạo, sớm chứng quả Phật. Bốn bài kệ ở trên là dùng bố thí để nhiếp thọ chúng sinh. Tiếng mỹ diệu ca lăng tần giả, các tiếng hòa hợp hay vi diệu, đủ thứ phạm âm đều đầy đủ, tùy tâm ưa thích mà nói pháp. Ca lăng tần giả, dịch là chim tiên, tiếng của nó rất thanh nhã hay vô cùng. Người nghe tiếng đó bèn sinh tâm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Nó cũng gọi là chim cực lạc hoặc chim tiếng hay. Trong kinh A-di-đà có nói, nước đó thường có đủ thứ chim kỳ diệu đủ màu. Nào là chim bạch hạc khổng tước, anh vũ xá lợi, ca lăng tần giả, cộng mệnh. Các chim đó ngày đêm sáu thời hót tiếng hòa nhã. Các tiếng hòa hợp hay vi diệu nghe rất êm tai. Còn có đủ thứ tiếng phạm âm thanh tịnh, đều đầy đủ viên mãn. Mười phương các đức Phật Bồ Tát tùy thuận tâm ưa thích của chúng sinh, mà vì chúng sinh nói pháp, khiến cho chúng sinh nghe được âm thanh hay thì sẽ phát tâm Bồ Đề. 84.000 các pháp môn, chư Phật dùng đây độ chúng sinh, Bồ Tát cũng dùng pháp khác biệt, tùy thuận thế gian mà hóa độ. Phật Pháp có 84.000 pháp môn, môn nào cũng đều là đệ nhất, chứ chẳng phải là đệ nhị. Pháp môn nào hợp với chúng sinh thì là đệ nhất, vì chúng sinh vô lượng, cho nên Phật nói pháp môn cũng vô lượng. Mười phương chư Phật dùng 84.000 pháp môn để độ chúng sinh, tùy thuận căn tánh của chúng sinh mà nói pháp khác nhau. Tùy thuận pháp thế gian mà dùng phương pháp tốt nhất để giáo hóa chúng sinh, khiến cho họ phát tâm Bồ Đề, thành tựu Phật quả. Tóm lại, đáng dùng pháp gì độ được thì nói pháp đó để độ. Đây tức là pháp môn phương tiện. Ở trên là dùng ái ngữ, lời dịu dàng để nhiếp thọ chúng sinh. Chúng sinh khổ vui lợi suy thầy, tất cả các pháp thế gian làm, thầy đều ứng hiện những đồng sự, dùng đây phổ độ các chúng sinh. Chúng sinh có cảm thọ khổ vui lợi suy vân vân. Đây là thuộc về tám gió. Tám gió tức là khen chê lợi suy được mất khổ vui, khen lợi được vui là cảnh thuận,
Chê suy mất khổ là cảnh nghịch. Nếu trong cảnh nghịch mà chẳng động tâm thì có thể chứng minh có công phu định lực. Một khen, tức là khen ngợi, dùng lời lẽ hoặc văn tự để tán thán khen ngợi, khiến cho người nghe sinh tâm hoan hỷ. Hai chê, tức là chỉ trích, dùng lời lẽ nóng lạnh để phê bình chỉ trích, khiến cho người nghe chẳng vui. Ba lợi, tức là lợi ích, đắc được lợi lộc. Bốn suy, tức là suy bại. Năm được, đắc được tài vật, danh thơm, tiếng tốt. Sáu mất, mất mát những gì mình đã có. Bảy khổ là thống khổ, thân tâm bị thống khổ. Tám vui, tức là vui vẻ, thân tâm cảm thọ sung sướng vui mừng. Thế gian là như thế, người xấu thì cũng có người khen ngợi họ, người tốt thì cũng có người hủy báng họ, có người khen thì vui mừng, đó là bị gió khen thổi động, có người hủy báng thì chẳng vui, đó là bị gió hủy báng thổi động. Tám gió này thổi có người lay động phải sụp đổ. Tổ Đồng Phà nói, tám gió thổi không lay. Chúng ta người tu đạo, tức là tu tâm chẳng lay động. Nếu tám gió thổi không lay thì có biện pháp, lúc đó vàng ở trước mặt cũng chẳng biến đổi khí tiết, sắc đẹp ở trước mặt cũng chẳng động tâm, đó là tám gió thổi không lay. Vào đời Tống, cư sĩ Tổ Đồng Phà có nghiên cứu nhiều về Phật Pháp. Ông ta chẳng phải là khẩu đầu thiền văn tự bát nhã, mà là rất dụng công tham thiền. Một ngày nọ, đang lúc ngồi thiền thì thấy được cảnh giới, cảm thấy mình hiện ra Pháp thân, đến mười phương thế giới lễ lạy chư Phật. Lại thấy chư Phật thân phóng đại quang minh, chiếu khắp 3.000 đại thiên thế giới. Lại thấy chư Phật ngồi trên tòa hoa sen báu màu tía, mà mình cũng ngồi ở trên tòa hoa sen. Ông ta cảm thấy mình tám gió cũng thổi chẳng động, do đó làm bài kệ. Khẻ thủ thiên trung thiên, hảo quang chiếu đại thiên, bát phong suy bất động, đoan tọa tử liên hoa. Cho rằng đây chắc là kệ khai ngộ, bèn sai kẻ hầu cận, mang đến Trấn Giang Kim Sơn tự, thỉnh thiền sư Phật Ấn ấn chứng. Không ngờ thiền sư Phật Ấn phê bốn chữ trên bài kệ rằng: đánh giấm, đem nguyên bài kệ đưa lại, người mang về, chứ chẳng nói câu gì hết. Tổ Đồng Phà xem xong thì lửa vô minh nổi lên cao đến 3 trượng. Ông ta nổi giận nói, đâu có lý này, đây là kệ khai ngộ mà lại nói là đánh giấm. Do đó bèn qua sông tìm đến thiền sư Phật Ấn. Đến trước cửa chùa Kim Sơn thì thiền sư Phật Ấn đang ở đó cười, cười lớn nói, tổ học sĩ, tám gió thổi không lay mà bị hai chữ đánh giấm thổi bay qua sông, xin hỏi đây là khai ngộ gì? Tổ Đồng Phà cảm thấy đây thật có lý, bụng đầy lửa tức tối, chẳng tiêu mà diệt, thừa nhận mình chưa tu đến hòa hầu. Câu chuyện này nói về tri hành, biết và làm chẳng hợp nhất, chẳng có ích gì. Hết thảy tất cả thế gian là pháp hữu vi, chư Phật Bồ Tát đều ứng hiện được, để cùng thọ khổ vui, được mất khen chê, lợi suy, vân vân với chúng sinh, dùng đủ thứ phương pháp đồng sự để khắp giáo hóa tất cả chúng sinh. Tất cả thế gian các khổ hoại, sâu rộng không bờ như biển cả, đồng sự với họ đều nhẫn được, khiến họ lợi ích được an lạc. Tất cả thế gian có các khổ não hoạn nạn, chẳng có bờ bến, như biển cả sâu rộng không thể dò, không thể lường được. Bồ Tát thị hiện thọ khổ với chúng sinh, bất cứ khổ như thế nào, đều nhẫn chịu được hết, khiến cho chúng sinh ở trong khổ hoạn, chẳng cảm thấy khổ mà đắc được an lạc, thoát khỏi tất cả khổ hoạn, mà đắc được bình an khoái lạc vĩnh viễn. Ở trên là nói về đạo lý đồng sự. Nếu họ không biết pháp thoát ra, không cầu giải thoát lìa quên loạn, Bồ Tát vị hiện bỏ quốc tài, thường ưa xuất gia tâm vắng lặng. Nếu như chúng sinh chẳng nhận thức phương pháp thoát khỏi biển khổ, cũng chẳng muốn tìm cầu pháp môn giải thoát, thì cũng không lìa khỏi sự hay quên và hôn loạn. Bồ Tát vì họ mà thị hiện xả bỏ tất cả tài vật châu báu, giống như Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài vốn là thái tử, tương lai kế thừa ngôi vua, có thể làm chuyển luân thánh vương, bảy báu thường theo mình. Sau ngày cam nguyện xả bỏ ngôi vua mà xuất gia tu đạo, nội tâm vắng lặng, chẳng bị cảnh bên ngoài làm lay động. Nhà là nơi tham ái trói buộc, dục khiến chúng sinh chẳng lìa được, nên bảy xuất gia được giải thoát, nơi các dục lạc chẳng chỗ thọ. Nhà là nơi chúng sinh tham ái, cũng là nơi bị trói buộc, khiến cho chúng sinh chẳng được tự tại giải thoát. Bồ Tát vì khiến cho chúng sinh lìa khỏi sự trói buộc, được tự tại mà độ chúng sinh xuất gia tu đạo. Bồ Tát thị hiện tám tướng thành đạo, đắc được chân chánh giải thoát. Đối với cảnh giới lấy khổ làm vui, Bồ Tát chẳng tham luyến.
Bồ Tát 70 thứ hạnh tu cũng tu tất cả pháp đại nhân, các tiên tu thảy đều không thừa vì muốn lợi ích các chúng sinh. Bồ Tát thị hiện tu hành phải tu 10 thứ hạnh thanh tịnh, cũng phải tu 5 thứ pháp đại nhân, tất cả đạo của các tiên tu hành đều viên mãn. Tại sao? Vì muốn lợi ích cho tất cả chúng sinh. 10 thứ thanh tịnh lợi hành phân ra có nương ngoài thanh tịnh và nương trong thanh tịnh. Nương ngoài thanh tịnh có 5. 1. Không tội lợi hành. 2. Không chuyển lợi hành. 3. Thứ lớp lợi hành. 4. Khắp hành lợi hành. 5. Như ứng lợi hành. Nương trong thanh tịnh có 5. 1. Tất cả Bồ Tát đối với tất cả chúng sinh phải tâm tử bi rộng lớn, ý lạc hiện tiền mà hành lợi hành. 2. Tất cả Bồ Tát đối với tất cả chúng sinh làm nghĩa lợi, chỉ thọ tất cả đại khổ não nhưng tâm chẳng nhàm mỏi, ngược lại sinh tâm hoan hỷ sâu xa mà hành lợi hành. 3. An nơi tối thắng, bậc đệ nhất tài, mà tự khiêm nhường, như con, như tôi tớ, lìa kiêu ngạo mà hành lợi hành. 4. Tâm Bồ Tát chẳng nhiễm ái, chẳng hư ngụy, là chân thật, là từ mẫn mà hành lợi hành. 5. Khởi tâm tử tất kính, chẳng thối chuyển mà hành lợi hành. 5. Thứ pháp đại nhân. 1. Nơi nghĩa chân thật khuyên dẫn chúng sinh. 2. Lúc đúng thời khuyên dẫn chúng sinh. 3. Nơi năng hành nhiếp thắng diệu nghĩa khuyên dẫn chúng sinh. 4. Nhu nhuyến khuyên dẫn hữu tình. 5. Tử tâm khuyên dẫn hữu tình. Nếu có chúng sinh thọ vô lượng, phiền não vi tế vui đầy đủ, Bồ Tát trong đó tự tại nhất, bày thọ già bệnh chết các hoạn. Nếu như có chúng sinh sống rất lâu dài, tại sao sống lâu dài? Vì ít phiền não nên thường sinh an vui, đó là bí quyết sống lâu. Do đó có câu: từ xưa thần tiên chẳng pháp nào khác, rộng sinh hoan hỷ chẳng sầu muộn. Bồ Tát đối với bốn tướng mà đắc được tự tại nhậm vận mà tu, Bồ Tát thị hiện già khổ, bệnh khổ, chết khổ, đủ thứ hoạn nạn, khiến cho chúng sinh sống lâu đừng sinh tâm tự mãn, phải biết vẫn còn sinh tử, do đó mà phát tâm bồ đề cầu đạo vô thượng. Hoặc có tham dục sân hận si, phiền não lửa dữ thường thiêu đốt, Bồ Tát vì hiện già bệnh chết, khiến chúng sinh đó đều điều phục. Hoặc có chúng sinh vì tâm tham dục quá nặng, tâm sân hận cũng nhiều cho nên ngu si, lại chúng sinh đó phiền não rất nhiều, lợi hại như lửa dữ luôn luôn thiêu đốt thần họ. Bồ Tát vì chúng sinh mà thị hiện già bệnh chết các thứ khổ, để cảnh tỉnh khiến cho chúng sinh khó điều khó phục, xả lìa tâm tham sân si ba độc, khiến cho họ diệt trừ tám trói buộc, không hổ không thẹn, hôn trầm, trạo cử, làm ác, đố kỵ, thùy miên san tham, khiến cho tâm thanh tịnh, chẳng có tạp niệm. Phật có 10 lực vô sở úy và có 18 pháp bất cộng, hết thảy vô lượng các công đức, đều dùng thị hiện độ chúng sinh. Phật có 10 lực, cho nên có 4 vô sở úy, 4 điều không sợ hãi và 18 pháp bất cộng. Hết thảy tất cả vô lượng công đức dùng 10 lực, 4 vô sở úy, 18 pháp bất cộng làm trợ duyên để thị hiện độ chúng sinh. 10 lực là: 1. Trí lực biết xứ phi xứ. 2. Trí lực biết nghiệp báo ba đời. 3. Trí lực biết thiền giải thoát tam muội. 4. Trí lực biết các căn thắng liệt. 5. Trí lực biết đủ thứ giải. 6. Trí lực biết đủ thứ giới. 7. Trí lực biết tất cả trí xứ đạo. 8. Trí lực biết thiên nhãn vô ngại. 9. Trí lực biết túc mạng vô lậu. 10. Trí lực biết vĩnh đoạn tập khí. 4 vô sở úy là: 1. Nhất thiết trí vô sở úy. 2. Lậu sạch vô sở úy. 3. Nói chướng đạo vô sở úy. 4. Nói đạo hết khổ vô sở úy, tức cũng là hóa tâm của họ chẳng khiếp sợ, cho nên là vô sở úy. 18 pháp bất cộng tức là chẳng cùng với Bồ Tát và Nhị Thừa, vì các ngài chưa đạt đến cảnh giới này. Phật đầy đủ phước huệ đạt đến cảnh giới trí chân, trí thiện, trí mỹ. 18 pháp bất cộng là: 1. Thân không lỗi. 2. Miệng không lỗi. 3. Ý không lỗi. 4. Không tưởng gì khác. 5. Tâm đều ở trong định. 6. Đều biết mình xả. 7. Dục không diệt. 8. Tinh tấn không diệt. 9. Niệm không diệt. 10. Huệ không diệt. 11. Giải thoát không diệt. 12. Giải thoát tri kiến không diệt. 13. Tất cả thân nghiệp làm theo trí huệ. 14. Tất cả khẩu nghiệp làm theo trí huệ. 15. Tất cả ý nghiệp làm theo trí huệ. 16. Trí huệ biết đời quá khứ không chướng ngại. 17. Trí huệ biết đời vị lai không ngại. 18. Trí huệ biết đời hiện tại không ngại. Này nói ra danh từ 10 lực, 4 vô sở úy, 18 pháp bất cộng. Nếu muốn nghiên cứu tỉ mỉ thì hãy nghiên cứu trong Phật học tự điển.
Ký tâm giáo giới và thần túc, đó là Như Lai tự tại dụng. Các đại sĩ đó đều thị hiện hay khiến chúng sinh đều phục hết. Phật thọ ký cho chúng sinh, nói trước vào lúc nào sẽ thành Phật. Phàm là chúng sinh có tâm đều có thể thành Phật. Và dùng đủ thứ giáo giới để giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh đừng làm các điều ác, làm các điều lành. Hoặc dùng thần túc thông để giáo hóa chúng sinh. Tóm lại, Phật tử bi thương xót để giảng nói đạo lý, khiến cho chúng sinh y theo pháp tu hành. Các đại Bồ Tát cũng đều thể hiện pháp môn đó để giáo hóa chúng sinh, vì khiến cho chúng sinh tăng cường đều được điều phục. Bồ Tát đủ thứ môn phương tiện, tùy thuận pháp đời độ chúng sinh, ví như hoa sen chẳng dính nước, như vậy nơi đời khiến tinh sâu. Bồ Tát dùng đủ thứ pháp môn phương tiện, tùy thuận pháp thế gian để độ thoát tất cả chúng sinh. Tục Tổ Huệ Năng có nói, Phật Pháp tại thế gian, chẳng lìa thế gian giác, lìa đời cầu bồ đề, ví như tìm sừng thỏ. Tức cũng là đạo lý này, chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sinh, giống như hoa sen, tuy sống ở trong bùn, mà chẳng nhiễm bùn, rất thanh tịnh, chẳng nhiễm ô. Đạo lý như đã nói ở trước, khiến cho chúng sinh thế gian tin sâu Phật Pháp, chẳng khởi hoài nghi, mà hay tu hành thì sẽ thành Phật. 8-7 cái ở trên là nói về đạo lý lợi hành. Là vua thi nhân bậc văn tài, ca múa luận bàn mọi người thích, tất cả kỹ thuật của thế gian, ví như huyễn sư đều hiện đủ. Các ngài biết làm thơ, văn chương, ai ai cũng đều hoan hỉ đọc tụng, giống như bàng thống của thời đại Tam Quốc. Ông ta có thiên tài, mắt nhìn 10 hàng chữ, tai nghe 100 người nói. Thời gian người ta nhìn một hàng chữ thì ông ta nhìn 10 hàng, có 100 người nói cùng một lúc. Chẳng những ông ta nghe rất rõ ràng mà còn biết người nào nói lời gì. Đó tức là vua văn tài. Ca là ca sướng, sướng ca khúc về Phật, khiến cho người nghe sinh tâm cung kính mà quy y Tam Bảo. Múa chân dậm chân, cái múa chân dậm là một kỹ thuật đặc biệt trong nghi thức. Luận bàn là đàm luận, chẳng gì mà không biết, phân tích sự lý, đầu đầu thị đạo, nói có lý lẽ, âm thanh trong trẻo, khiến cho người nghe sinh tâm hoan hỉ thích nghe, có cảm giác nghe một buổi luận đàm hơn 10 năm đọc sách. Bồ Tát thị hiện tất cả đủ thứ kỹ thuật của thế gian, ví như nhà huyễn thuật, chẳng có gì mà không làm được. Từ không hóa có, từ có hóa không, biến hóa khó dò, ảo diệu vô cùng. Hoặc làm trưởng giả chủ trong ấp, hoặc làm thương mại chủ buôn bán, hoặc làm ông vua và đại thần, hoặc làm đương y nhà hùng biện. Bồ Tát hoặc thị hiện trưởng giả giàu có, hoặc làm chủ nhân trong thành, hoặc thị hiện làm lãnh tụ thương mại, người buôn, đi khắp nơi mua sắm hàng hóa, người bán thì mở tiệm bán một chỗ cố định, hoặc thị hiện làm vua một nước, hoặc thị hiện làm đại thần, hoặc thị hiện làm lương y, hoặc nhà hùng biện. Vào đời nhà Minh có vị đại học sĩ tên là Tống Liêm, ông ta dùng máu để biên kinh Hoa Nghiêm, đó là Bồ Tát hóa thân. Biên chép kinh Hoa Nghiêm và các kinh khác đều có công đức không thể nghĩ bàn. Có người biên chép kinh Hoa Nghiêm phóng thần quang năm màu chiếu sáng khắp phòng. Có người biên chép kinh Hoa Nghiêm, mẹ con tỏa hào quang, thần nhân hộ pháp. Đó đều là điềm lành cảm ứng đạo giao. Hoặc nơi hoang dã làm cây to, hoặc làm thuốc hay các bảo tạng, hoặc làm châu báu tùy sở cầu, hoặc dùng chánh đạo bày chúng sinh. Hoặc Bồ Tát ở nơi khoáng dã, hóa làm cây đại thụ to lớn, hoặc hóa làm thuốc hay, như nhân sâm tức là thuốc hay. Nhân sâm sinh ở trong núi sâu, chỗ người không đến được. Tại sao? Vì nhân sâm bị người thấy một lần thì sẽ ẩn tàng dưới đất 60 năm chẳng trồi lên. Tại sao gọi là nhân sâm? Vì hình của nó như thân người, có tứ chi, ngàn năm lão sâm. Nếu có thể lớn thành 8 lạng thì có thể thành hình người. Thứ sâm này có công hiệu cải tử hồi sinh. Bồ Tát hoặc thị hiện làm bảo tạng như mỏ vàng bạc, mỏ đá quý, mỏ kim cương, vân vân, hoặc làm châu như ý, tùy tâm mong cầu. Hoặc dùng pháp chánh đạo để khai thị mở bày cho chúng sinh. Nếu thấy thế giới mới thành lập, chúng sinh chưa có vật cần dùng, lúc đó Bồ Tát làm công thợ, vì họ bày ra đủ thứ nghề. Khi thế giới vừa mới thành lập, thì con người chưa có cơm ăn, chưa có quần áo mặc, chưa có nhà cửa ở. Cùng ở ngoài đồng trống, tất cả súc sinh và người làm bạn, chẳng hại nhau. Mùa hè thì dùng lá cây che thân, mùa đông thì dùng da thú che thân. Mùa hè thì ở trên cây, mùa đông ở trong động. Còn người lúc đó chưa có đồ dùng cho thân. Bồ Tát mới thị hiện ra đủ thứ công nhân, dạy họ làm ruộng, dạy họ làm nhà, dạy họ dệt vải, dạy họ đủ thứ kỹ thuật cần trong cuộc sống,
lại thị hiện đủ thứ hành nghiệp, khiến cho học sinh học tập, khiến cho họ an cư lạc nghiệp, đời sống an ổn thì họ sẽ phát tâm Bồ Đề học vô thượng đạo. Chẳng làm vật bước não chúng sinh, chỉ nói việc lợi ích thế gian, các luận chú thuật và cỏ thuốc, như vậy hết thảy đều nói dành. Những gì Bồ Tát làm đều là hành vi lương thiện, Ngài dạy chúng sinh cải tà theo chánh, chứ chẳng làm việc bức não chúng sinh, cũng chẳng làm công cụ sát hại chúng sinh. Bồ Tát chỉ nói việc có lợi ích cho chúng sinh thế gian, hoặc dạy chúng sinh pháp thuật, tụng kinh chỉ chú, hoặc dạy chúng sinh biết cỏ thuốc, hoặc dạy chúng sinh tất cả lý luận học vấn. Nhưng công xảo mình vừa nói ở trên là dạy chúng sinh khiến cho họ đều hiểu biết. Người xuất gia tu đạo phải nghiên cứu sự học về năm minh: một, thanh minh, minh bạch ngôn ngữ văn tự; hai, công xảo minh, minh bạch kỹ thuật về tất cả công nghệ; ba, y phương minh, minh bạch y pháp thưởng thức, hiểu lý của bệnh, biết tánh của thuốc; bốn, nhân minh, minh bạch đạo lý chánh tà thật giả; năm, nội minh, minh bạch bản tánh của tâm tánh ta người. Năm học này phải quá trình là quá trình phải tu. Tất cả tiên nhân hạnh thủ thắng, trời người các loài cùng tín ngưỡng, như vậy khó hành pháp khổ hạnh Bồ Tát tùy ứng đều làm được. Hết thảy tất cả thiên nhân, các ngài đều tu khổ hạnh thủ thắng. Có người tu khổ hạnh chẳng ăn thức ăn nấu chín, có người tu khổ hạnh chẳng ăn năm vị, có người ăn cỏ xanh và lá cây để duy trì mạng sống, đó đều là hạnh thủ thắng. Đó là một số người làm không được, cho nên người trời và người nhân gian đều tín ngưỡng sự tu hành của họ. Pháp khổ hạnh khó hành như vậy, Bồ Tát quan sát nhân duyên của chúng sinh, tùy thời mà ứng hiện đủ thứ khổ hạnh để cảm hóa chúng sinh phát tâm Bồ Đề. Hoặc làm người xuất gia ngoại đạo, hoặc trong rừng núi tự cần khổ, hoặc lã hình thể chẳng y phục, mà trong chúng đó làm sư trưởng. Bồ Tát thị hiện đủ thứ khổ hạnh ngoại đạo để giáo hóa tất cả ngoại đạo, khiến cho họ bỏ tà về chánh, bỏ trần hợp giác. Cho nên Bồ Tát có lúc thị hiện người xuất gia ngoại đạo, hoặc ở trong rừng núi tự trồng tự ăn, chuyên cần tu khổ hạnh, tự lực cánh sinh, chẳng hóa duyên bên ngoài, hoặc lõa thể, chẳng mặc quần áo, chẳng có mọi sự chấp trước, hoặc làm sư truyền của ngoại đạo để dạy kẻ ngoại đạo tu hành như thế nào, phát Bồ Đề tâm như thế nào, hoặc hiện tà mạng đủ thứ hạnh, tập làm phi pháp cho là thắng, hoặc hiện phạm trí các oai nghi mà trong chúng đó làm thượng thủ. Bồ Tát có lúc thị hiện tà mạng đủ thứ hạnh, tức cũng là tiêu dị hiện kỳ, cao thanh hiển oai, nói việc lành giữ họa phước, giống như phê bát tự, coi tướng, bói quẻ, xem phong thủy, vân vân, đều ở trong năm tà mạng, tập làm việc bất hợp pháp cho là thủ thắng, hoặc thị hiện phạm trí tu hạnh thanh tịnh, tu đủ thứ các oai nghi, ở trong các chúng đó làm thượng thủ, làm lãnh tụ. Hoặc triệu ngũ nhiệt phơi dưới nắng, hoặc giữ giới bò chó và nai, hoặc mặc y rách phụng thờ lửa, vì độ chúng kia làm sư trưởng. Bồ Tát có lúc thị hiện ngoại đạo, chịu ngũ nhiệt, dùng lửa đốt thân, hoặc sông mũi, hoặc phơi nắng dưới ánh mặt trời, hoặc thị hiện ngoại đạo giữ giới bò, giới chó và giới nai. Ngoại đạo có thiền nhãn thông, thấy được bò chó nai sau khi chết sinh lên trời. Họ cho rằng học cách sống của bò chó nai thì có thể sinh về trời, cho nên giữ giới bò chó nai thì ăn cỏ xanh chẳng ăn cơm, thế người giữ cửa, ngủ ở ngoài nhà. Nhưng chẳng biết bò chó nai kiếp trước tu quả lành sinh về trời, tại đời này chịu xong quả báo làm bò chó nai thì lập tức được sinh về trời. Những kẻ ngoại đạo đó chẳng minh bạch luật nhân quả, tiền nhân hậu quả. Hoặc thị hiện ngoại đạo mặc đồ rách rưới, cho rằng có thể hết khổ thêm vui. Hoặc thị hiện ngoại đạo lạy lửa, cho rằng lửa là chân thần. Bồ Tát vì giáo hóa những ngoại đạo tà tri tà kiến đó mà thị hiện đồng loại làm sư trưởng, để giáo hóa họ phát tâm Bồ Đề. Hoặc hiện ý kiến miếu chư thiên, hoặc lại hiện vào nước sông Hằng, ăn dễ quả thảy đều làm được, nơi đó thường nghĩ pháp tối thắng. Bồ Tát hoặc thị hiện ngoại đạo đi ý kiến lại miếu của chư thiên, hoặc thị hiện ngoại đạo ẩn dưới sông Hằng, nhưng nước chẳng làm chết đọng, nhảy vào trong lửa giữ cũng chẳng thiêu chết được, hoặc ăn nhành cây rễ cỏ và các thứ trái cây. Bồ Tát đều thị hiện đủ thứ khổ hạnh, khiến cho kẻ ngoại đạo tu tà tri tà kiến thấy pháp tối thắng của Bồ Tát tu. Hoặc hiện ngồi xổm, hoặc co chân, hoặc nằm cỏ gai, hoặc trên tro, hoặc nằm trên trầy cầu giải thoát, mà trong chúng đó làm sư trưởng. Bồ Tát thị hiện ngoại đạo tu khổ hạnh,
ngồi chồm hổm suốt ngày không động, hoặc co chân mà đứng suốt ngày chẳng rời, hoặc lõa thể nằm trên cỏ có gai, bây giờ còn có nằm trên giường đinh, hoặc nằm ở trên cho nóng, hoặc nằm trên chảy nhọn. Tại sao phải như thế? Vì muốn cầu thoát khỏi ba cõi, cho nên tu đủ thứ khổ hạnh. Bồ Tát vì những thứ ngoại đạo đó mà làm sư truyền, hiện ra thần thông cao hơn họ, khiến cho họ kính phục mà tín ngưỡng, khiến cho họ bỏ tà về chánh mà phát tâm bồ đề. Như vậy đủ thứ các ngoại đạo quán hiểu tâm họ và đồng sự, thị hiện khổ hạnh đời chẳng kham, khiến họ thấy rồi đều điều phục. Các thứ ngoại đạo như đã nói, Bồ Tát quán sát minh bạch tâm của họ, đồng sự với họ tu đủ thứ khổ hạnh, nhưng cao minh hơn họ, những khổ hạnh đó chẳng phải người thế gian kham nhẫn chịu đựng được, khiến cho ngoại đạo thấy công phu như thế rồi đều bị điều phục, bèn bỏ khổ hạnh vô ích của họ mà tu thiền định chánh tông, như thế rất lợi ích đối với thân tâm, không thể nghĩ bàn. Chúng sinh mê hoặc bẩm tà giáo, trụ nơi ác kiến thọ các khổ, vì dùng phương tiện nói diệu pháp đều khiến hiểu rõ nghĩa chân thật. Chúng sinh là do các duyên hòa hợp mà sinh, chúng sinh có 12 loài, chúng sinh vì có vô minh mà sinh mê hoặc, do đó khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo. Đây tức là nói đạo lý trồng nhân lành kết quả lành, trồng nhân ác kết quả ác, nhân thế nào quả thế ấy. Đời nay thọ nhận là do đời trước tạo ra, đời nay làm thì đời sau chịu, do đó có câu: muốn biết nhân đời trước hãy xem đời này thọ, muốn biết quả vị lai xem mình đang làm gì. Đời trước trồng nhân tà tri tà kiến, thì đời này bẩm tà giáo, tín ngưỡng bằng môn tà đạo, trụ ở trong ác kiến, thọ đủ thứ quả khổ. Bồ Tát vì khiến ngoại đạo sinh tư tưởng chánh tri chánh kiến, bèn dùng pháp môn phương tiện khéo léo để giáo hóa, vì họ nói đủ thứ diệu pháp, khiến cho họ hiểu rõ đạo lý chân chánh thực tại, không còn vào rừng tà kiến nữa. Hoặc biên chú ngữ nói bốn đế, hoặc thiện mật ngữ nói bốn đế, hoặc nhân trực ngữ nói bốn đế, hoặc thiên mật ngữ nói bốn đế. Vì chúng sinh ở trong mê hoặc, cho nên Bồ Tát dùng đủ thứ phương pháp để nói đạo lý khổ tập diệt đạo bốn đế, khiến cho chúng sinh bỏ mê vẻ giác. Hoặc dùng biên chú ngữ để nói bốn đế. Ở Nam Ấn Độ có nước biên, nhân dân nước đó bẩm tánh thuần chất, lời nói ra trở thành thần chú. Nếu nước láng giềng đến xâm chiếm thì chẳng dùng binh gậy, chỉ dùng lời thì phá tan, cho nên gọi là biên chú ngữ. Hoặc dùng thiện mật ngữ để nói pháp bốn đế, hoặc dùng nhân trực ngữ để nói pháp bốn đế, hoặc dùng thiên mật ngữ để nói pháp bốn đế. Phân biệt văn tự nói bốn đế, quyết định nghĩa lý nói bốn đế, kéo phá ngoại đạo nói bốn đế, ngoại đạo chẳng động nói bốn đế. Hoặc dùng văn tự khác nhau để nói khổ tập diệt đạo bốn đế, hoặc dùng quyết định chân thật nghĩa lý để nói pháp bốn đế, dùng đủ thứ nghĩa lý để phá đạo lý bằng ngôn tả đạo để nói pháp bốn đế, hoặc dùng lý luận chẳng phải ngoại đạo làm lay động được để nói pháp bốn đế. Hoặc lời bát bộ nói bốn đế, hoặc tất cả lời nói bốn đế, tuy lời lẽ tiếng họ hiểu được, vì nói bốn đế khiến giải thoát. Hoặc dùng lời lẽ của trời dòng tám bộ để nói pháp khổ tập diệt đạo bốn đế, hoặc dùng tất cả lời lẽ để nói pháp bốn đế. Tuy nhiên, Phật dùng một âm để nói pháp, chúng sinh theo loài đều hiểu được. Song vẫn có những chúng sinh chẳng hiểu hết hoàn toàn, hoàn toàn minh bạch thì chiếu thấy các pháp thật tướng, chẳng minh bạch thì chỉ biết ít phần đạo lý của pháp, cho nên phải tùy thuận lời lẽ âm thanh chúng sinh minh bạch để nói pháp bốn đế, khiến cho chúng sinh đắc được giải thoát. Hết thảy tất cả các Phật pháp đều nói như vậy đâu chẳng hết, biết cảnh giới lời không nghĩ bàn, tên là thuyết pháp tam muội lực. Hết thảy tất cả các Phật pháp giống như dùng đủ thứ lời lẽ để nói pháp bốn đế, cũng dùng đủ thứ lời lẽ âm thanh để nói tất cả pháp. Đạo lý nói ra đều trí thiện trí mỹ, chẳng có nơi nào mà chẳng hết hoàn toàn. Bồ Tát biết cảnh giới của tất cả lời lẽ đều là không thể nghĩ bàn, danh từ đó gọi là thuyết pháp tam muội lực. Có thắng tam muội tên an lạc, hay khắp cứu độ các quần sinh, phóng đại quang minh không nghĩ bàn, khiến cho người thấy đều điều phục. Mười phương chư Phật Bồ Tát có tam muội thù thắng tên là tam muội an lạc, hay ở trong định đến mười phương thế giới để khắp cứu độ tất cả chúng sinh, khiến cho họ được an lạc, lại phóng ra quang minh không thể nghĩ bàn khắp chiếu chúng sinh. Do đó Phật quang phổ chiếu, phàm là chúng sinh thấy được đại quang minh đó đều bị điều phục,
phát tâm Bồ Đề hướng về Phật đạo. Quang minh phóng ra tên thị hiện, nếu có chúng sinh gặp quang này, tất được lợi ích chẳng luống uổng, do đó được thành vô thượng trí. Mười phương chư Phật Bồ Tát do tạ nhân địa tu hành và phát nguyện lực, nên phóng ra quang minh không thể nghĩ bàn, tên gọi là Tam Muội Thị Hiện. Giả như có chúng sinh gặp được đại quang minh đó thì chắc chắn sẽ được lợi ích chẳng luống qua. Chúng sinh thấy được quang minh đó đều đắc được trí huệ vô thượng. Quang đó thị hiện nơi chư Phật, hiện pháp, hiện tăng, hiện chánh đạo, cũng hiện tháp Phật và hình tượng, do đó được thành quang minh này. Ở trong quang minh đó thị hiện mười phương chư Phật, lại thị hiện tất cả tôn pháp của chư Phật nói, lại thị hiện tất cả hiền thánh tăng của chư Phật hóa độ, lại thị hiện chánh pháp của chư Phật giáo hóa chúng sinh, và tháp cùng với hình tượng của chư Phật đều thị hiện ra ở trong quang minh. Vì nhân duyên đó mà quang minh chiếu soi tận hư không biến pháp giới, lại phóng quang minh tên chiếu diệu, sáng lấp tất cả quang chư thiên, hết thảy chướng ngại thảy đều trừ, khắp vì chúng sinh làm lợi ích. Lại phóng ra đại quang minh tên là Tam Muội chiếu diệu, quang minh đó chiếu sáng che lấp hết tất cả ánh sáng của chư thiên, hết thảy chỗ đen tối chướng ngại đều trừ sạch hết, khắp vì chúng sinh mà làm lợi ích. Quang đó giác ngộ tất cả chúng, khiến cầm đèn sáng cúng dường Phật, do dùng đèn cúng dường chư Phật, được thành vô thượng đăng trong đời. Quang minh chiếu diệu đó chiếu thân chúng sinh, khiến cho họ giác ngộ mà phát tâm Bồ Đề, cầm đèn sáng đến cúng dường chư Phật, do dùng đèn dầu để cúng dường mười phương chư Phật, mà được thành tựu trí huệ vô thượng trong đời. Vì đèn đại biểu cho quang minh tức là trí huệ, muốn được trí huệ quang minh thì cúng dường đèn dầu ở trước Phật. Thắp các đèn dầu và đèn tô, cũng thắp đủ thứ các đuốc sáng, các hương thơm, thuốc hay, nến báu, dùng để cúng Phật được quang này. Hoặc thắp tất cả đèn dầu và đèn tô, hoặc tất cả đuốc sáng, dùng những ánh sáng đó để cúng dường Phật, hoặc dùng đủ thứ hương báu, đủ thứ thuốc hay, đủ thứ nến báu, dùng đủ thứ đồ cúng để cúng dường Phật, thì sẽ đắc được quang minh chiếu sáng đó mà được vô lượng vô biên trí huệ. Lại phóng quang minh tên tế độ, quang đó giác ngộ tất cả chúng, khiến họ phát được tâm thệ nguyện, độ thoát quần sinh trong biển dục. Lại phóng ra đại quang minh tên là Tam Muội tế độ, quang minh đó hay độ chúng sinh từ bờ sinh tử bên này qua sông phiền não, đưa đến bờ niết bàn bên kia, tức cũng là nguyện thứ nhất trong bốn nguyện lớn, chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, chúng sinh nhiều vô lượng vô biên, chúng ta phải phát nguyện độ tất cả chúng sinh thoát khỏi biển khổ, đắc được an lạc. Phát nguyện chẳng phải niệm niệm trong miệng, mà phải cung hành thực tiễn thì mới vào được. Chúng ta phải nghĩ, chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, chúng ta đã độ chưa, chúng ta độ chúng sinh hay là bị chúng sinh độ, chúng ta chuyển được cảnh giới hay là bị cảnh giới chuyển, mình có tùy duyên không đổi, không đổi tùy duyên, có định lực chân chánh đó chăng, những vấn đề này thời khắc phải phản tỉnh. Quang minh đó hay giác ngộ tất cả chúng sinh, tức cũng là phiền não vô biên thệ nguyện đoạn. Nếu giác ngộ thì mới nhận thức được phiền não, mới chuyển phiền não thành bồ đề được. Nếu chẳng giác ngộ thì chẳng chuyển được, cho nên phải giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Giác ngộ phiền não của sinh tử. Phiền não tức là vô minh. Bồ đề tức là trí huệ, tu đạo tức là phá vô minh, cầu trí huệ. Quang minh đó hay khiến chúng sinh phát tâm thệ nguyện, tức cũng là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Phát thệ nguyện để học Phật Pháp thì mới đoạn trừ được phiền não, chứng được đạo quả Bồ Đề. Nếu không phát thệ nguyện thì không thể vào sâu tạng kinh, cũng không được trí huệ như biển. Nếu độ thoát biển dục của các quần sinh thì sẽ thành Phật, tức cũng là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, khiến cho chúng sinh chưa trồng căn lành thì trồng căn lành, chúng sinh đã trồng căn lành thì làm cho tăng trưởng, chúng sinh căn lành đã tăng trưởng thì khiến cho chín mùi, chúng sinh căn lành đã chín mùi thì khiến cho giải thoát. Vì căn tánh của chúng sinh khác nhau, ý nghĩ khác nhau, sở thích khác nhau, cho nên phải quan sát căn cơ mà nói pháp. Vì người mà nói pháp thì mới có hiệu quả. Ví như căn cơ tiểu thừa thì khiến cho họ hồi tiểu hướng đại, nhưng chẳng phải là việc dễ dàng. Căn khí đại thừa khiến cho học, họ học pháp tiểu thừa cũng chẳng phải là việc dễ dàng. Phật nói tất cả pháp là đối với căn cơ của tất cả chúng sinh mà nói. Nếu chẳng có tất cả căn cơ thì cũng chẳng dùng tất cả pháp. Căn cơ là tâm của chúng sinh. Chúng ta chúng sinh đều trôi nổi bất định ở trong biển dục. Khi minh bạch thì nổi lên, muốn thoát khỏi biển dục thì
khi hồ đồ thì chìm xuống, chẳng muốn thoát khỏi biển dục. Cho nên Phật Bồ Tát muốn độ thoát biển dục các quần sinh sớm thành Phật Đạo. Nếu hay phát được tâm thệ nguyện độ thoát quần sinh trong biển dục, thời vượt qua được bốn dòng nước sẽ đến thành vô ưu giải thoát. Nếu như khắc phát được tâm đại thệ nguyện lại muốn độ thoát hết thảy pháp giới tất cả chúng sinh, nhất là các quần sinh ở trong biển dục, vì họ tham luyến hồng trần cho nên chẳng dễ gì thoát khỏi biển dục. Nếu độ thoát được biển dục thì sẽ vượt qua khỏi bốn dòng nước mà đạt đến thành giải thoát không sầu không lo. Dòng nước là ví dụ, nghĩa là nguy hiểm, giống như dòng nước chảy mạnh sẽ làm chết người. Tam giới 25 cõi tức là dòng nước. Dòng nước có bốn thứ: một, dục lưu, dục niệm lợi hại giống như dòng nước; hai, kiến lưu, tức là kiến hoặc tam giới cũng là ngũ kiến, thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến, cũng là tướng ta, chấp ta, đó giống như dòng nước khiến cho chúng sinh phiêu lưu trong biển dục chẳng được thoát khỏi. 3. Hữu lưu, chúng sinh hữu tình lưu chuyển không ngừng trong biển dục sinh tử của tam giới, quả báo có sinh thì có diệt, vĩnh viễn không ngừng nghỉ giống như dòng nước. 4. Vô minh lưu, vô minh là gốc rễ của điên đảo, ví như nói chánh pháp mà họ chẳng muốn nghe, còn nói tà pháp thì họ rất thích nghe, đó tức là dòng nước vô minh. Phiêu lưu bất định trong biển dục nên không thể đến được bờ kia, nếu chẳng có tà tri tà kiến thì chẳng có vô minh phiền não, thì chẳng có tất cả dục niệm, thì chẳng có tất cả chấp trước sẽ đạt đến thành vô ưu giải thoát. Nơi các đường đi có nước lớn, tạo lập cầu đò và thuyền bè, chê bài hữu vi khen vắng lặng, do đó được thành quang minh này. Bồ Tát hành Bồ Tát đạo thì nơi nơi trí tại lợi ích chúng sinh, cho đến nơi chúng sinh đi qua như sông lớn hoặc sông nhỏ, đều làm cầu và thuyền bè để cho người đi qua. Chê bài hữu vi tức là nói pháp hữu vi không thể dứt sinh tử, không thể thoát khỏi ba cõi, khen ngợi vắng lặng, thiền định tức là nói pháp vô vi mới đắc được giải thoát, mới thành tựu đạo nghiệp. Vì đời đời kiếp kiếp hành Bồ Tát đạo cho nên đắc được thành tựu quang minh này. Lại phóng quang minh tên diệt ái, quang này giác ngộ tất cả chúng, khiến họ xả lìa nơi năm dục, chuyên nghĩ vị diệu pháp giải thoát. Lại phóng ra đại quang minh tên là tam muội diệt ái, quang minh đó hay tiêu diệt tất cả ái dục, chúng sinh chấp trước, tức là ái dục, vì có dục nam, tham nữ ái, cho nên không thể dứt sinh tử. Quang minh đó hay khiến chúng sinh giác ngộ ái là gốc rễ sinh tử, lại hay khiến cho chúng sinh xả lìa tài sắc danh ăn ngủ vui năm dục, lại có thể nói là lìa sắc thanh hương vị xúc năm trần. Năm thứ dục này chi phối chúng sinh điên đảo, nếu xả lìa năm dục thì chẳng có gì để chấp trước, chuyển nghĩ pháp môn giải thoát thì sẽ đắc được vị diệu pháp. Cảnh giới này không thể nghĩ bàn, hay lìa khổ được vui, chấm dứt sinh tử. Nếu xả lìa được nơi năm dục, chuyển nghĩ vị diệu pháp giải thoát thì hay dùng Phật pháp cam lồ, khắp diệt các khát ái thế gian. Nếu như xả lìa được năm dục mà chuyên nhất để tu pháp môn thiền định, thì sẽ đắc được vị diệu pháp giải thoát, thì hay dùng cam lồ pháp vũ của Phật, khắp diệt tất cả ái của thế gian. Ái này giống như đói khát cần, thật khiến cho người không thể nhẫn thọ. Song thấm nhuần được mưa pháp cam lồ của Phật, thì dần dần sẽ tiêu trừ phiền não ái mà thoát khỏi biển dục, đạt đến cảnh giới mát mẻ. Bố thí ao giếng và suối nước, chuyên cầu đạo bồ đề vô thượng, chê bai năm dục khen thiền định, do đó được thành quang minh này. Bồ Tát tu đủ thứ bố thí, đối với mọi người đều có ân huệ lợi ích tất cả, hoặc đào ao và giếng nước uống, khiến cho người đi đường có nước giải khát, hoặc đào suối nước, khiến cho chúng tắm rửa bụi bặm trong thân tâm, khiến cho thân tâm thanh tịnh. Tại sao phải như thế? Vì muốn lợi ích chúng sinh, muốn tài bồi công đức cho mình, cũng là cầu đạo bồ đề vô thượng. Hoặc chê bai năm dục, vì năm dục rất có hại đối với người tu đạo, cho nên phải xả lìa nó. Hoặc khen ngợi diệu pháp thiền định, vì thiền định là lối tắt màu khai ngộ nhất, do đó phải tinh tấn tham thiền, một giây một phút cũng luống qua, vì tu bố thí xả bỏ năm dục mà thành tựu quang minh diệt ái này. Lại phóng quang minh tên hoan hỷ, quang này giác ngộ tất cả chúng, khiến họ ái mộ Phật Bồ Đề, phát tâm nguyện chứng đạo vô sư. Lại phóng ra đại quang minh tên là hoan hỷ tam muội, bất cứ loại chúng sinh nào được quang minh này chiếu đến thì liền sinh tâm hoan hỷ. Quang minh này hay khiến cho tất cả chúng sinh giác ngộ, phát tâm Bồ Đề,
và hay khiến cho chúng sinh ái mộ Phật Bồ Đề. Chữ ái này là ái mộ, chẳng phải chữ ái đã nói ở trước. Đó là tham ái tài sắc danh thực thủy năm dục. Đây là ái mộ Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Ái năm dục là ái nhiễm ô, ái tam bảo là ái thanh tịnh. Phải lập chí phát tâm nguyện chứng đạo vô sư, tức cũng là vô sư tự thông, chẳng cần thầy dạy, tự mình minh bạch đạo lý. Đạo này do kiền thành hằng ba chữ để sinh tu giới định huệ, để tiêu diệt tham sân si, như vậy mới có sự thành tựu. Tạo lập tượng đại bi Như Lai, các tướng trang nghiêm ngồi tỏa sen, luôn khen các công đức tối thắng, do đó được thành quang minh này. Ai muốn được tướng tốt trang nghiêm thì phải dùng hương hoa để cúng dường Phật, hoặc tu sửa làm chùa tạo tượng Phật, trang nghiêm tượng Phật, tức là trang nghiêm chính mình. Cho nên phải tạo tượng đại bi Như Lai, tạo tượng trang nghiêm 32 tướng 80 vẻ đẹp, ngồi trên tòa sen, lại phải luôn luôn khen ngợi công đức thù thắng của chư Phật, vì nhân duyên đó mà được quang minh hoan hỷ này. Lại phóng quang minh tên ái lạc, quang đó giác ngộ tất cả chúng, khiến tâm họ thích các đức Phật và thích ưa pháp, thích chúng tăng. Lại phóng quang minh tên là ái lạc, quang minh đó hay giác ngộ tất cả chúng sinh, khiến cho họ bỏ mê về giác, cải tà quy chánh mà phát tâm Bồ Đề. Quang minh đó hay khiến tâm chúng sinh an vui, hoan hỷ mười phương chư Phật, mười phương tôn pháp, mười phương hiển thánh tăng. Vì tâm sinh hoan hỷ mà an lạc, bèn quy y tam bảo, cung kính tam bảo, gần gũi tam bảo, cúng dường tam bảo. Đây là điều kiện Phật giáo đồ phải đầy đủ. Nếu tâm thường thích các đức Phật và thích tôn pháp, thích chúng tăng, tức trong chúng hội của Như Lai, sớm thành thâm pháp nhẫn vô thượng. Nếu như tâm luôn luôn ưa thích các đức Phật, pháp của chư Phật nói, tuyên dương hiển thánh tăng của Phật Pháp, thì sẽ có tư cách tham gia tất cả pháp hội của Như Lai, mà được thấy Phật, lại được nghe pháp và gần gũi thiện tri thức và bạn hiền, như vậy lập tức sẽ thành tựu pháp nhẫn sâu xa vô thượng. Tất cả pháp đều nhẫn thọ được, đều y pháp tu hành thì cách Phật đạo không xa mấy. Khai ngộ chúng sinh vô số lượng, đều khiến niệm Phật Pháp Tăng Bảo và bày phát tâm tu công đức, do đó được thành quang minh này. Bồ Tát vì khiến cho chúng sinh từ trong mê mộng sớm giác ngộ, cho nên khai ngộ chúng sinh nhiều đến vô số lượng, khiến cho chúng sinh minh bạch pháp môn niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng là khai ngộ. Bồ Tát lại chỉ bày cho chúng sinh phát tâm Bồ Đề như thế nào, tu đạo như thế nào, làm việc lành như thế nào, làm công đức như thế nào, nói rất rõ ràng. Nếu y pháp tu hành thì sẽ chấm dứt sinh tử, thành tựu được quang minh này. Lại phóng quang minh tên Phước Tụ, quang này giác ngộ tất cả chúng, khiến tu đủ thứ vô lượng thí, dùng đây nguyện cầu đạo vô thượng. Lại phóng ra đại quang minh tên là Phước Tụ, quang minh đó hay tụ tất cả phước lại. Phước là từ đâu đến, tức là từ bố thí mà đến. Hay bố thí thì có công đức, thì có phước báo. Quang minh đó hay giác ngộ tất cả chúng sinh, khiến cho họ tu đủ thứ vô lượng pháp môn bố thí, đem công đức bố thí đó nguyện cầu đạo vô thượng, tức cũng là thành Phật. Lập hội đại bố thí vô hạn, ai đến cầu xin đều thỏa mãn, chẳng khiến tâm họ có thiếu thốn, do đây được thành quang minh này. Thiết lập pháp hội đại bố thí vô hạn, bất cứ gì cũng đều bố thí, chẳng có hạn lượng, muốn bao nhiêu thì được bấy nhiêu, có cầu tất ứng, đều khiến cho họ thỏa mãn, chẳng khiến tâm của họ cảm giác thiếu thốn, do nhân duyên đó mà thành tựu quang minh phước tụ. Lại phóng quang minh tên đủ trí, quang này giác ngộ tất cả chúng, khiến cho trong một pháp một niệm đều hiểu vô lượng các pháp môn. Lại phóng đại quang minh tên là đủ trí, tức cũng là quang minh đầy đủ nhất thiết trí huệ. Quang minh đó hay khiến chúng sinh chưa giác ngộ thì sẽ giác ngộ, khiến cho tất cả chúng sinh từ minh bạch một pháp mà minh bạch tất cả các pháp, trong một niệm biết đạo lý, một làm vô lượng làm một. Do một pháp môn mà thấu hiểu vô lượng pháp môn, do đó cảnh giới, một thông tất cả đều thông. Vì các chúng sinh phân biệt pháp và dùng quyết rõ nghĩa chân thật, khéo nói nghĩa pháp chẳng khuyết giảng, do đây được thành quang minh này. Bồ Tát vì tất cả chúng sinh mà phân biệt đạo lý các pháp thật tướng, khiến cho chúng sinh minh bạch nghĩa chân thật của Phật Pháp, dùng đủ thứ pháp phương tiện, khéo nói nghĩa lý của diệu pháp, chẳng có thiếu khuyết giảm bớt, dùng phương pháp vào sâu ra cạn, nói rõ nghĩa lý kinh điển. Do nhân duyên đó nên đắc được quang minh đủ trí này. Lại phóng quang minh tên Huệ Đăng, quang này giác ngộ tất cả chúng,
khiến biết tánh chúng sinh vắng lặng, tất cả các pháp không chỗ có. Lại phóng ra đại quang minh tên là Huệ Đằng. Quang minh đó hay giác ngộ chúng sinh vô minh, khiến cho tất cả chúng sinh biết tánh chúng sinh vốn không sinh không diệt, vốn đầy đủ trí huệ đức tướng Như Lai. Tất cả các pháp vốn vắng lặng, do đó các pháp do duyên sinh, các pháp do duyên diệt, tất cả các pháp chẳng có một thật thể, đều là không chẳng chỗ có. Diễn nói các pháp không vô chủ, như huyễn như diệm trăng trong nước, cho đến giống như mộng bóng hình, do đây được thành quang minh này. Bồ Tát diễn nói vô thường khổ không vô ngã, tất cả các pháp đều là vắng lặng, chẳng có một thật thể đến chủ tể